Xin chào tất cả các bạn. Xin chào bà con. Thì hôm nay quay trở lại chủ đề clip làm về con dế các bạn. Thì mấy bữa nay cũng khá là lâu rồi Hợp chưa làm clip cho các bạn xem. Thì hôm nay Hợp rảnh rỗi tranh thủ buổi sáng để trước khi đi làm để quay cho các bạn xem về cái hướng dẫn các bạn cách chi tiết để các bạn làm cái chuồng dế với diện tích là 3 mét vuông, 3 mét vuông. Vì mấy bữa nay công việc ở dưới trại nó nhiều các bạn, cho nên là không có thời gian rảnh được. Đi làm lúc nào cũng về trễ hết, cho nên là không có thời gian quay. Thì trước mắt hình ảnh các bạn thì Hợp đã nhân rộng cái diện tích nuôi dế của mình lên là được 10 9 chuồng rồi các bạn. Còn một chuồng nữa là chắc trưa nay là Hợp sẽ hoàn thành nốt. Thì dế nó cũng đã nở rồi. Thì để mà làm cái chuồng dế với diện tích 30 m2 thì đối với cái cách của Hợp làm á, thì ở đây Hợp sẽ quay cho các bạn xem cái sườn như thế này. Đó. Thì đây là một cái khung chuồng 3 mét vuông chưa có phủ bạt. Đó. Thì trước mắt về cái diện tích thì đối với diện tích thì hợp làm là ngang ngang là 1 mét, ngang 1 mét. Đó. Dài là 3 mét, dài 3 mét các bạn thấy không? Dài vô trong kia là 3 mét. Đó, như vậy là 3 mét. Thì diện tích mặt chuồng là đặt 3 mét vuông. Còn đối với chiều cao thì hợp làm là cái thanh này là 75 các bạn. Chiều cao này 75. Từ đây tới đây là 75. Đó, 75. Thì ở trong lòng chuồng thì hợp làm 60. Làm 60. Từ đây đến đây là 60. Còn cái chân là 15 các bạn, chân là 15. Đó. Rồi hợp bố trí ở giữa này, ở giữa cái gai dài 3 mét này là một cái thanh đứng để cho nó cứng cáp hơn, cứng cáp hơn. Rồi tương tự bên kia cũng vậy, bên kia cũng có một cây đó. Tiếp theo nữa là cái thanh đáy, thanh đáy thì hợp bố trí là khoảng cách 1 mét là một cây. Thì đó, đầu kia tới đây là 1 mét, kia là 1 mét, kia là 1 mét. Đó. Rồi tiếp theo nữa là hợp dùng lưới kẽm xanh, lưới kẽm xanh lỗ là 2 cm, lỗ vuông là 2 cm. Đó. Các bạn thấy không? Lọt ngón tay cái. Đó. Lưới này thì các bạn có thể mua ở vật liệu xây dựng, người ta có bán á. Rồi hợp dùng cái dây rút, dây rút đó. Loại 3 ly, 3 ly để hợp rút. Dài thì các bạn có thể mua 10 hoặc là 20 cũng được, mua 10 là được rồi. Đối với dây rút loại 3 ly dài 10 cm hoặc là 20. Đó. Để chúng ta rút rút như thế này. Cứ khoảng cách là 10 đến 15 là chúng ta rút một dây để cho nó chắc chắn. Bởi vì khi mà chúng ta làm chuồng dế 3 mét vuông như như thế này thì tải trọng giữa dế, giữa vỉ giấy, giữa phân dế và thức ăn thì nó cũng rất là nặng các bạn. Khi mà con dế nó trưởng thành là cái lượng phân nó rất là lớn, và thứ hai nữa là thức ăn cũng nhiều và con dế nó cũng lớn, trọng lượng con dế nó cũng lớn. Cho nên là để mà chắc chắn thì chúng ta cần phải rút thật dài cái dây rút này vào để cho nó không bị sệ. Đó. Đó. Đây là cái sườn để chúng ta làm cái chuồng dế 30 vuông. Thì khi mà làm cái sườn xong như vậy
Thì chúng ta bắt đầu phủ bạt, phủ bạt để chúng ta tiến hành nuôi. Thì đối với bạt thì hợp dùng cái loại bạc cụm này các bạn, bạc cụm này khổ là 1,2 1,2 để chúng ta làm 1,2. Thì đối với cái chuồng này thì các bạn cần cắt một cái chiều dài bạc là 4,4 các bạn, 4,4 để chúng ta phủ cho nó lọt vào trong cái lồng này. Đó. Đó. Vì sao mà 4,4? Thứ nhất là cái chiều dài đáy chuồng là 3 mét, cái thành chuồng là 60, hai bên là 1,2 nữa là 4,2. Rồi chúng ta bẻ cái này xuống nữa, mỗi bên 10 phân nữa thì chúng ta cắt 4,2. Nếu bạn nào kỹ thì chúng ta làm hai lớp, thì hợp khuyên các bạn luôn là nếu như các bạn nuôi con dế mà sinh sản á, thì chúng ta làm hai lớp, để khi mà con dế nếu có lỡ cắn rách một lớp thì còn lớp thứ hai để cho nó không có chui ra đó, hai lớp. Thì cái cách gấp cái bạc này thì các bạn là chúng ta trải ra, thì nó khó nhất là ở chỗ là chúng ta gấp cái góc này, các bạn, thấy cái góc đó không, cái góc đó, chúng ta cần gấp cái góc này theo cái chiều là hướng xuôi này, hướng như thế này. Rồi sau đó chúng ta dùng cái kẹp bướm này để chúng ta kẹp nó lại, Thì cái kẹp bướm này các bạn có thể mua ở tiệm sách, nhà sách, người ta có bán rất là nhiều. Thì mà để mà vừa cái này thì chúng ta cần mua cái size lớn nhất là loại 51 mm. Đó. Rồi, sau khi mà chúng ta làm xong cái chuồng này, làm khung rồi, làm khung như thế kia, thì ở khung kia thì hợp dùng phương pháp là hàn các bạn, hàn lại. Trước đây là dùng ốc để bắn, nhưng mà sau này hợp sẽ thay đổi là dùng hàn, nó cứng cáp hơn. Tiếp theo là sau khi mà chúng ta hoàn thành xong cái bạc này rồi, rồi thì chúng ta tiến hành là buộc dây vải linh để mà phòng chống thiên địch như là kiến, linh này là chúng ta chủ yếu là phòng chống kiến hoặc là thằng lằn. Nếu như thằng lằn thì các bạn buộc dài dài vào xí, rồi chúng ta thua linh lên, phòng chống những loại thiên địch như vậy. Đó. Rồi sau khi mà chúng ta hoàn thành xong cái chuồng, ao chuồng với diện tích 3 m², thì chúng ta để mà nuôi được con dế thì chúng ta phải cần mua vỉ giấy các bạn, thì vỉ giấy này các bạn có thể mua mới hoặc là tận dụng lại những cái nơi mà người ta đã sử dụng 1-2 lần rồi, thì chúng ta mua lại nó rẻ hơn. Mặc dù nó rẻ, tuy nó rẻ nhưng mà các bạn dùng nó không được lâu dài. Ví dụ như chúng ta mua cái loại rẻ thì loại dùng rồi thì chúng ta về dùng được 1-2 lần là chúng ta bỏ rồi, thì nó cũng hư rồi. Đó. Còn bạn nào có điều kiện thì các bạn mua cái loại mới, thì nó hơi bị đắt tiền. Đó.
mới hơi bị đắt tiền. Thì đối với một cái ao chuồng 30 vuông này thì các bạn có thể bỏ vị giấy là từ 15 đến 20 kg các bạn, 15 đến 20 kg giấy, 20 kg tùy theo các bạn gấp. Ví dụ đối với hợp là hợp gấp đôi lại, gấp đôi lại. Đó, gấp đôi lại hợp hợp nuôi. Đó. Còn các bạn có thể không cần gấp, các bạn dựng đứng lên như vậy cũng được. Dựng đứng lên như vậy cũng được. Thì đó là tùy các bạn. Đó. Nếu như chúng ta nuôi số lượng dài thì chúng ta không cần phải gấp, chúng ta dựng đứng. Còn số lượng ít thì chúng ta gấp lại để cho chúng ta tiết kiệm được cái giấy. Đó. Thì đây là toàn bộ cái cách mà Hợp làm chuồng dế với diện tích 30 vuông. 30 vuông thì Hợp có nói chi tiết cho mọi người để mọi người tham khảo cho những ai mà đang có ý định nuôi dế mà chưa biết cái cách làm chuồng dế như thế nào thì các bạn có thể tham khảo ở video này để các bạn làm. Tùy các bạn muốn làm mấy mét vuông cũng được, nhưng mà đối với trại Hợp thì Hợp làm 3 mét vuông. Bởi vì sao? Hợp muốn nuôi một chuồng nó có một cái số lượng dế thịt lớn, chứ không có muốn làm những cái chuồng mà 1 mét 2 mét nó mất công lắm các bạn, tốn thời gian chăm sóc. Thì đối với 30 mét vuông thì Hợp làm 10 chuồng, thì ngoài kia cũng được 2 chuồng rồi các bạn. Không biết các bạn thấy không, nó ngược thắng cho nên các bạn không thấy. Trong đây là được 7 chuồng, ngoài kia 2 chuồng là 9 chuồng. Với lại cái chuồng trống này trưa này Hợp sẽ vào chuồng mới là 10 chuồng, 10 chuồng. Đó. Bạn thấy không, dế trong này nó nở hết rồi. Ở đây còn 4 bịch để 4 bịch lớn để chúng ta vô một cái chuồng mới. Đó. Rồi, thì trong video này Hợp chia sẻ với các bạn như vậy, cách mà Hợp làm một chuồng dế, nó chi tiết như vậy đấy. Thì các bạn xem tham khảo. Còn đối với mục đích của Hợp nuôi con dế, thứ nhất là Hợp tạo ra được 2 sản phẩm chính. Đó, thứ nhất là trứng dế các bạn, trứng dế và dế dế. Sau khi thu được trứng dế thì Hợp thu được dế sả, tức là dế thải đó, để mà phục vụ cho con gà. Bạn nào mà có nhu cầu mà ý định nuôi con dế thì liên hệ số điện thoại ở dưới phần mô tả qua Zalo, hoặc là có thể gọi trực tiếp để các bạn có thể mua trứng dế về nuôi, dế về nuôi. Thì Hợp cũng công bố công khai luôn cái ổ dế của ở trại Hợp cung cấp cho các bạn, là Hợp bán một ổ là 100.000 một ổ các bạn, 100.000 một ổ. Đó. Bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ. Đó. Một ổ của Hợp là to như thế này đây. Đó. To như thế này. Thì cam kết là một ổ thì nó đạt từ 8 đến 10 cái, 8 đến 10 cái một ổ lớn như vậy. Rồi, bây giờ Hợp xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đã.